Phương Anh xin kính chào quý khán thính giả. Nhân dịp ông Trần Mandarin, trưởng ban kế hoạch của liên đoàn Khmer Krom có mặt tại TC, chúng tôi có cuộc phỏng vấn với ông. Và xin chào ông. Thưa ông, thì câu hỏi trước nhất Phương Anh muốn hỏi ông là những cái vụ việc và những quan ngại lớn nhất về cộng đồng người Khmer Krom đang sống ở đồng bằng sông Cửu Long mà liên đoàn Khmer Krom ghi nhận được là gì ạ? Cái vấn đề quan trọng nhất là vấn đề tôn giáo. Hiện nay Khmer Krom chúng tôi không có một hệ thống tổ chức tôn giáo độc lập. Tất cả đều nằm dưới hệ thống của Phật giáo ở Việt Nam. Và cái mỗi tỉnh đó, lớn nhất là mỗi tỉnh thôi. Mỗi tỉnh đều có cái trưởng ban Phật giáo của Việt Nam đó control. Chúng tôi không có một cái tổ chức gọi là độc lập giữa tỉnh này với tỉnh khác, tại vì Khmer Krom sống ở nhiều tỉnh ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, mà chúng tôi không có cái đó, không có cái tổ chức chung như vậy, không có. Thì cái đó là cái điều mà quan ngại lớn nhất, là tại vì như vậy đó sẽ có sự phân biệt giữa tỉnh này với tỉnh khác, và cách hành xử, cách thực hiện vấn đề tôn giáo thi cử của mấy ông sư đó nó cũng khác nhau, từ đó có thể gây ra những cái phiền toái phức tạp sau này. Và chúng tôi nghĩ rằng là Việt Nam cố ý dùng lại Cộng sản Việt Nam cố ý làm như vậy, có tính cách chia để trị, không muốn cho đồng bào Khmer Krom, không muốn cho các vị chư tăng thống nhất thành một khối. Vâng. Dạ vâng ạ. Và liên đoàn Khmer Krom đã nêu những vấn đề đó với những cơ quan nào của phía Việt Nam ạ? Chúng tôi không có nêu trực tiếp với phía Việt Nam, nhưng mà chúng tôi thường nêu với vấn đề lên tại Liên Hiệp Quốc. Chúng tôi thường xuyên đến Liên Hiệp Quốc. Và hiện nay, đang trong lúc này, chúng tôi có một cái phái đoàn cũng tại Liên Hiệp Quốc về diễn đàn của dân bản địa. Vâng, từ thứ hai vừa rồi cho đến tuần sau, hai tuần ở đó. Chúng tôi thường nêu lên cái vấn đề này. Nhưng mà đây coi như là một cái mưu đồ ngầm của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Lâu nay thì phía nhà nước Việt Nam luôn nói là luôn sẵn sàng hỗ trợ và giúp cho các hoạt động của liên đoàn Khmer Krom ở Việt Nam. Tuy nhiên thì bên cộng đồng người Khmer Krom có nhiều trường hợp lại nói là bị chính quyền đàn áp sách nhiễu và không cho thực hiện nhân quyền đó. Thì liên đoàn phản bác thế nào về việc này ạ? Họ không có tạo điều kiện gì hết, nhất là về vấn đề dân chủ nhân quyền. Hoàn toàn bị đàn áp rất là mạnh bạo. Tôi đưa ví dụ như là hồi năm 13 ở chùa Prichop ở Sóc Trăng, chùa Trạch Xết cũng Sóc Trăng. Quý vị đó, chùa Trạch Xết, hai vị thường được Radio Free Asia, Đại Á Châu Tự Do bên này gọi đi phỏng vấn. Mấy ông ấy bị bắt bỏ tù. Một ông ở tù 4 năm, một ông ở tù 6 tháng. Nếu so sánh với những vị tu sĩ Việt Nam bên Phật giáo cũng như bên Công giáo, thầy Quảng Độ, Linh Mục Phan Văn Lợi chẳng hạn, họ cũng phỏng vấn như vậy, nhưng mà nhà nước đâu có dám làm gì. Có đó phải giải thích như thế nào, nhà nước phải giải thích như thế nào. Dạ vâng ạ. Và những cái vấn đề như vậy mình có đưa ra với quốc tế hay không ạ? Và những cái trường hợp và quốc tế đã giải quyết những cái trường hợp này như thế nào? Có chứ, chúng tôi đưa thường xuyên đưa lên lắm. Nhưng mà Việt Nam lúc nào cũng chối. Mới vừa rồi, vào tháng vừa rồi đó, Việt Nam có cái hội thảo về vấn đề quyền chính trị và quyền dân sự. Mà phái đoàn Việt Nam đến New York để giải trình vấn đề đó, thì được các nước đó đặt cái vấn đề là cái người bản địa, thì Việt Nam phủ nhận. Phái đoàn Việt Nam nói rằng tại Việt Nam không có dân bản địa mà chỉ có dân tộc thiểu số. Thành ra tôi không biết là bên nhà nước Việt Nam hiểu như thế nào về dân bản địa. Việt Nam nói rằng Việt Nam có 54 dân tộc anh em, 54 dân tộc là chủ của đất nước Việt Nam. Thế nhưng đó là cái cách chơi chữ của người Việt Nam, của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Họ đưa ra 54 dân tộc, trong đó có người Hoa. Thì người Hoa không phải là dân bản địa. Người Hoa là thuộc về sắc tộc thiểu số, là những người di dân từ Trung Quốc qua sống tại Việt Nam. Còn dân bản địa là những người Mông Tây Nha, những người Khmer Krom, đồng bào Tây, đồng bào Mông ở miền Bắc thì mới gọi là dân bản địa. Đó. Nhưng mà Việt Nam phủ nhận. Mà trên thế giới này người ta đâu có tin cái vấn đề đó. Cũng như với đây, ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Việt Nam Cộng sản, có thư chúc Tết gửi đồng bào Khmer Krom. Ông gọi Khmer Krom là kiều bào. Tôi không hiểu là ông không biết
tiếng Việt Nam, không hiểu rành tiếng Việt Nam hay là ông cố muốn chơi chữ tôi không biết, phải không? Yeah. Nhưng mà dùng từ đó thì hoàn toàn sai. Thì chúng tôi là những người bản địa, là những người gốc cát tại đó, chứ không phải là kiều bào mà ông Nguyễn Xuân Phúc gọi chúng tôi là kiều bào. Yeah. Cái đó là hoàn toàn không có đúng. Chúng tôi nêu vấn đề này đến tòa đại sứ, và tháng sau bên Hoa Kỳ có cái cuộc đàm thoại dân chủ với Human Rights Dialogue đó, với Việt Nam á. Tôi có nêu vấn đề này cho phái đoàn bên Hoa Kỳ để biết. Chúng tôi nêu hai cái vấn đề. Thứ nhất là bây giờ đó, vài hôm trước thì tôi có tin là tại tỉnh Bình Dương họ cấm công nhân Khmer không được nói tiếng Khmer. Và nhất là vấn đề yêu cầu Việt Nam chấp nhận cho Khmer, cho các công nhân Khmer Krom được quyền thành lập cái nghiệp đoàn để họ đối thoại với chính phủ, với nhà nước hoặc với công ty để điều đình về vấn đề quyền lợi của họ. Ví dụ như là Chô Năm, như Tết cổ truyền của đồng bào Khmer, họ đâu có được nghỉ. Có những nơi họ cho nghỉ không có lương thì ok, nhưng mà có nơi họ nói là đi nhưng mà về chưa chắc là có chỗ làm. Đó, có một số họ rất sợ. Còn cái công nhân viên nhà nước thì không được nghỉ. Dạ, và trước đây thì cũng có từng có yêu cầu là thành lập một cái văn phòng bảo vệ nhân quyền cho người Khmer Krom đó. Dạ, và cái việc này nó tiến triển như thế nào rồi? Và theo như ông nghĩ thì việc thành lập một cái văn phòng như vậy giúp được gì cho cộng đồng người Khmer Krom tại Việt Nam? Hiện nay đó, thật ra đó, trên về vấn đề luật pháp của quốc tế mà Việt Nam đã ký công nhận nó thì rất nhiều. Dạ. Nhưng mà Việt Nam luôn ém nhẹm, không cho dân ở đó biết. Ví dụ quyền của dân bản địa chẳng hạn, vì đủ thứ mọi cái nghị quyết của Liên Hiệp Quốc á, đúng ra thì Việt Nam phải dịch ra cái tiếng đó cho phổ biến cho nhân dân được biết, mà đằng này Việt Nam không làm. Nếu có cái văn phòng đại diện cho đồng bào thì họ sẽ cho đồng bào biết rằng là quyền lợi của họ như thế nào. Bây giờ nhà nước thì hoàn toàn không có cho nhân dân biết là họ đã làm gì, và những gì mà họ làm đều có tính cách là ban bố ban ơn. Phải bắt dân chúng biết ơn là họ làm, nhưng mà thực sự cái đó là quyền của họ chứ không phải là do nhà nước ban ơn hoặc là bị áp lực của quốc tế. Vâng. Dạ vâng ạ. Và câu hỏi cuối cùng đó là những cái đề đạt mới nhất của Liên đoàn Khmer đối với lại chính phủ Việt Nam hiện nay là gì ạ? Muốn thì muốn nhiều lắm. Dạ. Nhưng mà cái lớn lớn là chúng tôi muốn có một cái giáo hội riêng của đồng bào Khmer Krom, không dưới sự cai quản của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cái thứ nhì nữa đó là như tôi nói hồi nãy là chúng tôi muốn cho cái công dân Khmer Krom bây giờ đó, hiện tại đó, là phải có một cái hội đoàn, như tôi nói hồi nãy là có hội đoàn riêng để tranh đấu hoặc là để điều hòa những cái ý kiến, những cái tâm tư của họ. Nhà nước thường nghĩ rằng là chúng tôi là cái thành phần muốn chia nước Việt Nam. Cái đó là cái nghĩ sai lầm của nhà nước. Trong thời buổi bây giờ mình muốn hoặc Việt Nam gọi là cộng chung sống trong hòa bình. Nhưng trong hòa bình đó, phải có cái sự bình đẳng nó mới có hòa bình được. Nếu không bình đẳng thì không có hòa bình. Không có đúng. Dạ vâng ạ. Và cảm ơn ông đã dành cho tự do buổi phỏng vấn ngày hôm nay và chia sẻ những thông tin. Cảm ơn. Cảm ơn.